nhạc sĩ Đỗ Nhuận, quê ở thôn Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương. Ông sinh ngày 10 tháng 12 năm 1922. Rời Cẩm Bình từ rất nhỏ, Đỗ Nhuận từng sống nhiều năm ở thành phố Cảng Hải Phòng, nơi cha ông phục vụ trong đội quân nhạc với vai trò lính kèn Tây. Hải Phòng những năm cuối thập niên 1930 là một trong những cái nôi của tân nhạc với những Văn Cao, Lê Thương, Hoàng Quý, vân vân. Năm 14 tuổi, Đỗ Nhuận tham gia Hướng Đạo Sinh, hát những ca khúc Pháp và châu Âu. Ông cũng tự học âm nhạc dân tộc và biết chơi sáo trúc, tiêu, đàn nguyệt, đàn tứ, đàn bầu. Sau đó, khi âm nhạc cải cách bước đầu nhen nhóm, Đỗ Nhuận cũng bắt đầu tiếp xúc với tân nhạc, học đàn guitar, kèn harmonica và ghi âm. Sau, ông còn học thêm violon, pian với các nhạc công người Nga lưu vong ở Hà Nội. Năm 1939, Đỗ Nhuận sáng tác ca khúc đầu tay vào tuổi 17, bản Trưng Vương, nhân ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng ở tỉnh Hải Dương. Trưng Vương được phổ biến rộng rãi và đã xuất bản ngay trong năm đó. Tiếp theo, từ cảm hứng lịch sử, ông soạn nhiều ca khúc như Chim Than, Lời Cha Già, Đường Lên Ải Bắc là cơ sở soạn nên vở ca cảnh Nguyễn Trãi Phi Khanh, gồm 3 ca khúc Chim Than, Lời Cha Già, Đường Lên Ải Bắc được ông viết trong hai năm 1940-1941. Thời gian đó, Đỗ Nhuận cũng bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1943, vì in và giải truyền đơn tuyên truyền cho cách mạng nên ông bị bắt giam vào nhà lao Hải Dương, rồi đưa lên hỏa lò và sau bị đẩy lên Sơn La. Thời gian trong tù, Đỗ Nhuận đã viết nhiều bài hát cách mạng như Chiều Tù, Côn Đảo, Hận Sơn La, Tiếng Gọi Tù Nhân, Viếng Mồ Tử Sĩ, Du Kích Ca, vân vân. Sau khi được trả tự do, Đỗ Nhuận tiếp tục sáng tác và hoạt động cách mạng. Ông viết nhiều bài hát và được khá phổ biến thời bấy giờ như Nhớ Chiến Khu, Đường Trường Vô Nam, Tiếng Súng Nam Bộ, Bé Yêu Bác Hồ, Ngày Quốc Hội, vân vân. Trong thời gian chiến tranh, ông có những ca khúc về du kích cùng nhiều nhạc phẩm khác nhau như Du Kích Ca, Đoàn Lữ Nhạc, Hành Quân Xa, Trên Đồi Him Lam, Chiến Thắng Điện Biên, Tình Việt Bắc, Lửa Rừng, Tiếng Hát Đầu Quân, Áo Mùa Đông, Đèo Bông Lau, vân vân. Trong số đó phải kể đến Hành Quân Xa với câu hát nổi tiếng Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi, và Đoàn Lữ Nhạc cùng Trường Ca Bất Hủ, Du Kích Sông Thao vẫn được các ca sĩ nổi tiếng của Sài Gòn về sau trình bày. Thời kỳ này có thể nói Đỗ Nhuận đã ảnh hưởng nhiều nhạc sĩ cách mạng khác như Trần Quý, Lê Lan, Doãn Nho. Năm 1955, chùm ca khúc Điện Biên Phủ của ông đã được trao giải nhất của Hội Văn nghệ Việt Nam. Cho đến nay, giai điệu của bài Chiến Thắng Điện Biên là một trong những nhạc hiệu quen thuộc của đài phát thanh và đài truyền hình. Sau hòa bình năm 1954, Đỗ Nhuận tiếp tục sáng tác và có mặt trong lĩnh vực khí nhạc Việt Nam qua các tác phẩm khúc biến tấu trên chủ đề dân ca cho flute và piano, Mùa Xuân Trên Rừng năm 1963, Tứ Tấu Đàn Dây Tây Nguyên năm 1964, Ba Biến Tấu cho violon và piano năm 1964, Tổ Khúc Giao Hưởng Điện Biên năm 1965, Giao Hưởng Thơ năm 1981. Ngoài ra còn phải kể đến kịch Múa Rối Giấc Mơ Bé Rồng năm 1968, kịch Múa Mở Biển năm 1973 và nhạc nền trong các phim tài liệu và phim truyện Chiến Thắng Điện Biên năm 1954, Nguyễn Văn Trỗi năm 1965, Mở Đường Trường Sơn năm 1972 và Lăng Bác Hồ năm 1975. Đỗ Nhuận cũng là nhạc sĩ duy nhất trong thế hệ đầu của tân nhạc được đào tạo bài bản. Ông đi học tại Đại học Nhạc tại Nhạc viện Tchaikovsky từ năm 1960 đến năm 1962. Ông là một trong những người đặt nền móng cho thể loại nhạc kịch theo truyền thống của opera phương Tây. Những thể nghiệm đầu tiên của ông xuất hiện từ những năm 1950 là các ca kịch ngắn Cả Nhà Thi Đua, Sóng Cả Không Ngã Tay Chèo, Anh Păn Về Bản, Hòn Đá. Những năm 1970-1980, Đỗ Nhuận viết các vở nhạc kịch như Chú Tễu, Ai Đẹp Hơn Ai, Trước Giờ Cưới, Quả Dưa Đỏ, vân vân. Đỗ Nhuận là nhạc sĩ Việt Nam đầu viết opera với vở Cô Sao năm 1965, rồi sau đó là Người Tạc Tượng năm 1971. Đỗ Nhuận còn có những tác phẩm khí nhạc như Vũ Khúc Tây Nguyên cho violon và dàn nhạc,
nhưng tên tuổi của ông vẫn gắn bó với những ca khúc như Việt Nam quê hương tôi thích thể thao, Em là thợ quét vôi, Đường 4 mùa xuân, vân vân. Ngoài sáng tác, Đỗ Nhuận còn viết báo, tham gia phê bình. Nổi bật trong số đó là bài báo tấn công nặng nề nhóm nhân văn giai phẩm, cụ thể là Trần Dần năm 1958, không lâu sau khi ông nhận chức Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ. Và Đỗ Nhuận đã mất ngày 18 tháng 5 năm 1991 tại Hà Nội. Ông đã được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Bài hát Hành Quân Xa được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác vào năm 1953 trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Một lần ông cùng các chiến sĩ hành quân từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên qua Đèo Khế đến Thượng Bằng La, Yên Bái hành quân ngày đêm, nhưng đoàn quân cũng chưa biết địa điểm tập kết ở đâu và có vinh dự được tham gia chiến dịch Trần Đình, mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ hay không. Thế rồi nghỉ giữa chặng đường hành quân, các anh cùng bàn luận, phán đoán ý đồ tác chiến của cấp trên. Một đồng chí đứng lên hô vang: "Thôi dẹp thắc mắc nhé, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi." Thật bất ngờ, câu nói đó trở thành gợi ý để nhạc sĩ Đỗ Nhuận phát triển và sáng tác ca khúc Hành Quân Xa, một bản hành khúc cho người lính trong những năm dài kháng chiến mà bấy lâu ông vẫn đau đáu đi tìm. Bài hát với ca từ giản dị, tự nhiên, ngắn gọn, dễ thuộc nhưng vô cùng sâu sắc, ít có biến động về tiết tấu, nhịp tựa theo bước chân đi hào hùng. Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng, chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Kể từ khi lộ diện, ca khúc Hành Quân Xa nhanh chóng được lan truyền trong toàn quân và trong nhân dân, cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm lạc quan, quyết tâm vượt gian khổ và ý chí quyết thắng của quân và dân ta. Những người lính Cụ Hồ luôn mang trong mình một chân lý giản dị mà cao cả: đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Tiếp thêm sức mạnh để đảm nên những thắng lợi vẻ vang cho dân tộc, đó cũng là hy vọng, mong ước không chỉ của nhạc sĩ Đỗ Nhuận mà của mỗi người dân Việt Nam. Dù đã trải qua hơn 60 năm nhưng ca khúc Hành Quân Xa vẫn luôn tươi mới, không chỉ dành cho một thời, một thế hệ mà cho lớp lớp người Việt Nam với sục sôi niềm khát khao cống hiến.